Chào các bạn, đến với clip review ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu sản phẩm mini bra tôi vừa sở hữu được. Và đây, mẫu này có tên gọi là Zenkaio Black Zuragaon. Các bạn nhìn thấy đó, thì nó cũng chỉ là Zenkaio Zuragaon thôi. Nhưng mà đây là một phiên bản màu đen. Theo như tôi biết thì trong phim nó là một phiên bản hàng fake. Và cái tai này xuất hiện ở trong Kike Sentai Zenkaiser. Tôi không cần nói sâu về cái vấn đề này nữa hen. Mẫu sản phẩm này được phát hành với hình thức là B-Bandai. Giá niêm yết là 3.850 yên. Đó là tiền mua hàng thôi. Quy đổi ra tầm khoảng 6.9 cho đến 700 ngàn. Rồi tiền ship, tiền thuế má các kiểu thì về đây tầm khoảng 1 triệu cho đến 1 triệu mốt đó các bạn. Khá là vô đối với một mẫu sản phẩm mini bra hen. Rồi ok, bây giờ không dông dài nữa, tôi sẽ mở ra để chúng ta xem bên trong có những gì. Đây các bạn, nó sẽ không tách ra thành từng hộp nhỏ riêng lẻ mà nó để như thế này nhé. Vẫn sẽ là một viên kẹo vì nó thuộc về Keritoy mà. Còn đây là hướng dẫn lắp ráp của chúng ta. Tất cả những cái mảng màu bình thường đó bây giờ nó đã được thay đổi lại để cho nó phù hợp hơn với mẫu sản phẩm này. Và vẫn có đề canh dán nhé. Và cái phần gương mặt của dạng gắt tay, gương mặt của robot đó, nó sẽ được sơn nè các bạn. Rồi, chỉ có chi tiết gương mặt là được sơn thôi, còn lại là phải dán đề canh khá nhiều. Ok thôi, bây giờ tôi sẽ bắt đầu lắp ráp nó nhé. Và sau khi lắp ráp xong tôi sẽ tiếp tục review về mẫu sản phẩm này. Và đây là tất cả những gì chúng ta có được sau khi lắp ráp hoàn thành xong bộ sản phẩm này. Vẫn là như thế thôi, vẫn tương tự như phiên bản phổ thông. Nhưng mà có vẻ như tôi nhớ không lầm á là được cho thêm một cái bay như vậy. Còn lại là phụ tùng y chang nhé. Vẫn là Zenkai Zuran và Zenkai Gaon. Vẫn như thế thôi, khớp khí này nọ y chang cho nên tôi sẽ không nói đến nó, không có nói sâu về nó nữa hen. Mà chỉ là cho các bạn thấy được là sự khác biệt về cách phối màu mà thôi. Cách phối màu là hoàn toàn khác biệt, còn lại phong dáng chi tiết này nọ là y chang. Và đây là một cái cây để giúp cho cái dạng Zuran Tyranor nó đứng vững hơn vì nó khá là dễ bị ngã đó. Còn đây là những cái bật rời giúp cho cái phong dáng của một sản phẩm đẹp hơn. Một chút nữa tôi sẽ ứng dụng thì các bạn sẽ rõ hen. Hai bàn tay xòe để tạo tư thế action cho nó thêm phần sinh động. Và đây là cái đầu của dạng hợp thể Zenkaio. Nó sẽ không giống như phiên bản DX là cái phần đầu nó sẽ là từ hai nửa phần thân nó chập lại với nhau tạo ra. Ở đây là một cái bạc rời hoàn toàn các bạn nhé. Hai cái bay hoàn toàn là y chang nhau, khác chăng là cái tờ đề canh dán nhãn thôi. Một cái là Kike Sentai Zenkaiser, một cái là Zenkaio Black Zuragaon.
Như thế là mẫu gắt tay Zenkeo Juragaon đã hoàn thành. Đây là phiên bản Mini Pla, và các bạn thấy đó, mặc dù rằng cái hình thức lắp ráp của nó có một chút thay đổi vì phải tháo bức và dùng cái mặt trời, nhưng kết quả cho được là một cái form dáng nó khá là cân đối, khá là hoàn chỉnh so với phiên bản DX hen. Và theo như tôi biết đó, thì cái con phiên bản đen này nè, nó là cái gì ta, nó là một cái dạng là robo fact á, tức là hàng nhái lại thôi, chứ nó không phải là cái con gắt tay chính của bên chiến đội Zenkaiser nhé. Nó tên chính xác hơn đó là Zenkaio Black Juragaon. Và như tôi đã đề cập đó là nó sẽ có những cái bạc để chúng ta có thể thay đổi giúp cho cái form dáng của nó cân đối hơn. Thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu nhé. Trước tiên hết là cái phần bàn chân của nó. Các bạn thấy nè, cái bàn chân đi kèm mẫu sản phẩm này để có thể lắp ráp được thì nó hơi bị nhỏ, nó sẽ không được đẹp phải không? Như thế thì chúng ta sẽ bứt nó ra và dùng cái bàn chân rời như thế này gắn vào. Các bạn lưu ý nhé, các bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn là áp dụng hay không áp dụng. Nếu như các bạn không áp dụng thì nó vẫn ổn thôi, còn nếu như các bạn áp dụng thì nó sẽ đẹp hơn, bàn chân nó sẽ to hơn. Đó, bên đây là thay rồi, bên đây là chưa thay, các bạn thấy. Gắn vào. Và cái phần thân của nó nè, do hai bên chập lại với nhau cho nên nó sẽ không có cái phần khớp hông để có thể xoay được. Chính vì thế Bandai cho chúng ta một cái bạc trời để có thể làm được điều đó. Và ta sẽ phải tháo nó ra các bạn nhé. Đây, tháo nó ra như thế này. Và đây là cái phần khớp gắn vào để giúp cho nó có thể xoay được đó các bạn. Rồi, xoay thoải mái ha. Và nó giúp cho cái phần thân của nó dài ra một chút, nó sẽ cân đối hơn so với cái phần chân hen. Và bây giờ là tới cái phần ngực của nó. Chúng ta nhìn trực diện thì sẽ rất là ok, không vấn đề gì cả. Tuy nhiên, nhìn ngang qua thì thấy nó sẽ bị gồ ghê. Thì chúng ta để vẫn được không sao cả, nhưng mà nó sẽ kém thẩm mỹ. Và chính vì đó, muốn cho nó thẩm mỹ hơn thì chúng ta sẽ tháo nó ra luôn. Tháo ra cái này để qua một bên hen. Và chúng ta dùng cái mặt trời này gắn vào đây, để vào đây. Bây giờ các bạn nhìn nè, bên đây là để nguyên không có tháo rời thì nó sẽ nhô lên rất là nhiều ha, nó sẽ kém thẩm mỹ. Còn bên đây chúng ta đã tháo rời ra thì nó sẽ sát vào, nó sẽ đẹp hơn. Và tương tự bên đây cũng như thế, tháo ra và tháo ra, và đây gắn vào, gắn vào. Đấy, nó sẽ thẩm mỹ hơn, sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Và sau khi chúng ta đã dùng những cái mặt trời đó, chúng ta mong má nó lại, thì mẫu sản phẩm này nó đã hoàn thiện thì càng hoàn thiện hơn, nó sẽ đẹp hơn. Mặc dù rằng cái form dáng động vật của nó là con khủng long và con sư tử á, nó rất là xấu luôn. Từ phiên bản DX đã xấu rồi, nhưng mà phiên bản Mini Pla này nó còn xấu thậm tệ nữa. Còn hai cái dạng robot riêng lẻ đó thì nhìn nó cũng ổn, không đến nổi. Còn riêng cái dạng hợp thể này đó các bạn, thì phiên bản Mini Pla rõ ràng rằng nó đẹp hơn phiên bản DX rất là nhiều. Đừng nói rằng chúng ta dùng mặt trời rồi nó mới đẹp, không dùng mặt trời nó vẫn chuẩn hơn DX luôn các bạn à. Và nó cũng có khớp ả sinh đó. Tuy nhiên thì tôi sẽ không đề cập đến cái phần khớp ả sinh nữa, vì cái phần khớp này nọ của con này đó là nó y chang như con phiên bản thường thôi. Và phiên bản thường tôi đã nói rất kỹ rồi, cho nên ở đây tôi sẽ không đề cập đến nữa. Và chúng ta chỉ biết là như thế thôi hen. Đây, vũ khí cho nó cầm trên tay. Xoay chỉnh nó lại để cho nó có thể co tay lên được hen. Bây giờ tôi sẽ bu một vài tư thế action của nó, các bạn hãy xem cùng tôi nhé.
Bây giờ là nhận xét cá nhân của tôi về một sản phẩm này, về khớp khiết, về phong dáng, về cách ráp này nọ đó, thì tôi đã nói rất rõ, rất nhiều ở phiên bản bình thường rồi, phiên bản màu bình thường đó. Cho nên ở đây tôi không nhắc đến nữa, tôi chỉ nhắc về cái vấn đề phối màu thôi. Cái cách phối màu đối với phiên bản này đó các bạn, nó sẽ tạo cho chúng ta một cảm giác là ngầu, ngầu lắm luôn á, đen thui thùi lùi à. Đen là ngầu, đen là huyền bí. Tuy nhiên đó, tôi thấy rằng nó kém nổi bật vì nó ít những cái mảng màu vàng để tạo thành cái điểm nhấn quá. Nó chỉ đa phần là đen và xám thôi. Một vài chỗ là màu tím, nhưng mà khá ít đối với tôi ha. Đây, chỗ này tím là điểm nhấn ít, màu vàng đó mới là tạo nên cái sự nổi bật của nó. Nhưng mà ở đây cũng khá ít, chỉ có những chỗ này thôi. Cho nên nhìn nó ngầu nhưng mà nó không được nổi bật cho lắm đối với một sản phẩm này. Nhưng mà cũng ổn mà các bạn ha. Đó là tất cả những gì tôi nhận xét được về một sản phẩm này. Còn các bạn thấy một sản phẩm này như thế nào thì hãy comment chia sẻ ý kiến ở bên dưới nhé. Clip đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Bye bye.